bảo hà ông bày nhắn ai lên đất bảo hà nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh thần tiên. Quanh đồi chim mà hót trước sân đèn, trúc mọc thấp mi cao lúc đêm thanh, đêm thanh ngoạn cảnh chơi vườn đào nghỉ ý nghĩ. Cánh vườn đào văng trắng, văng vặc ba sao giữa trời đêm bảo hà là nơi thắng tích ý à. Làm tướng trung thần man mường, nung trái sơn dân đào cầu khắp các châu, quy đầu vòng y bái à. Thank you.
ông bày ăn chơi đáng bậc anh nghĩ hùng. Lên xe xuống ngựa ông bày vẫy vùng khắp mọi nơi. Hoàng nhân ai lên đất ni a bảo sáng ngô lưu phàn tiên cảnh thần tiên trên bao hà. Ô tiên cảnh thần tiên trên bao hà, cỏ cùng cây đua chen hoa lá y a ngân tần ngân, hoa đào năm ngoái mười phần xa còn kém xa, sang ô lưu phàn xa còn kém xa mười phần, ô xa còn kém xa mười phần. Bắt đầu số mệnh trần gian lão âu chiếc biên, đệ tử con hiếu thuận thảo hiền tu nhân tịch đức, ông bày chép biên cho thọ trường. Chỉ hai người không mà trước thời sau lỗi lầm ông xa chi đâu, sở nguyện mà như ý ông cho sở cầu được tòng tâm. Lệnh nghỉ sai thập mà nhị tiếng nàng cô nào việc ấy sửa sang ra đứng hầu. Cô nàng cà pha nước trà tàu sơn lâm vừa ý, ông mày gật đầu vỗ gối ban khen. Nàng nghỉ đôi tiếng cô nàng đôi dâng hộp thuốc ngang, cô nàng ba thì vào dâng hộp mà thuốc ngang, thế là vừa ý ông bày bảo hà trên đất sơn lâm. Cô nàng tư đốt na đỉnh nhang trầm ngọn đèn khêu tỏ tay, ông cầm móc ngơ hộp bánh nguyên, cô nàng năm thì vào dâng hộp bánh nguyên, kẹo xìu thuốc ngơ công cảnh tiên nai xanh bì. Cô nàng sáu tính nết thì nhu mì, dâng ông đôi tuấn mã để ông đi chấm mơ này. Khúc đàm thông cô nàng bày thì vào này, khúc đàm thông miệng ca tay múa.
trải chuốt mới